anh em nhá, hôm nay thì đang chủ nhật, trời rất là nắng luôn. Hiện tại thì đang đổ trên đường cao tốc, nhưng mà thay cho anh trai thì nhận gió trong vòng 40 phút. Anh ấy thì cũng rất là vội, thì hàng này các bạn thì là xe của anh rất là. Xe bây giờ ký đăng kiểm rồi, tháng 7 là đăng kiểm anh nhỉ? Đấy, ngày kia. Rồi, ngày kia đăng kiểm rồi, bắt buộc hôm nay phải thay rồi. Đấy các bạn ạ. À. Đấy, thay trong vòng đúng 10 phút nhá, kính thì bảo hành cho anh em luôn, không lóa không ổn không nghề. Bảo hành các kiểu luôn. Đấy, nói chung là mình thì không chém gió. Đấy, 100% là kính chuẩn nhập khẩu. Ok, giờ mình sẽ tháo lắp cho anh em nhá. Đấy, đang tháo kính anh em nhá. Ở chung anh em chuẩn bị cho mình người tốt với hai cạnh. Gần như tất cả các dòng xe khác mình làm thôi, các bạn chuẩn bị tốt với hai cạnh. Các bạn bẩy cái dòng ra chút. Đấy, để cho nó dán nở cái mép răng ra. Đấy, nó các bạn bậy vào trong một chút. Đấy, các bạn nhớ. Đây, đối với hai cạnh nhé, bắn cái răng ra anh nhá. Sau đó cầm chân đạp anh nhá. Chân hơi dài. Đấy, anh em thấy không? Đó, cái tầm tay bậy. Lúc nãy định bảo đạp ra nhưng mà sợ trên này nó nắng. Thành ra hai anh em không dám đạp ra. Chân cầm. Tôi biết hai cạnh anh em chỉ việc cứ thế các bạn lách nó ra là chọc nó qua cái mép răng và tự răng đẩy ra anh em nhé, rất là đơn giản. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, quay các bạn bên ngoài hôm qua đây. Đấy, các bạn anh em thấy không? Đó, nó rất là đơn giản thôi các bạn, nhìn kính là kính răng mà rất đơn giản, tháo lắp cực đơn giản luôn. Đấy, anh em chỉ việc cầm một chút vít chọc qua những cái khe thôi là tự răng nó xé ra, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Rất là đơn giản luôn. Đây, còn đây là kính theo xe của anh trai nhá. Kính theo xe anh bạn. Đấy, tí lên để quay kính cho mình cho các bạn xem giống hệt như này luôn. Kính logo Hyundai. Đấy. Anh em yên tâm nhá, kính bảo hành cho anh em không ố, không lóa, không nhầy. Bảo hành thoải mái luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đang thay trên đường cao tốc cho anh trai luôn nhá. Hôm nay thì anh trai là đi trên đường cao tốc anh em ạ. Đây, kính thì hôm nay mình soi anh em kính xịn luôn nhá. Đầu tiên là các bạn nhìn cái logo của bác ấy rồi đúng không? Anh em nhìn này, logo Hyundai này. Rồi là mấy cái thông số này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đây, logo bác ấy đây. Và trên này nó có một cái dấu mã này, các bạn nhìn này. Đó, đây, 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 đây. Đây, đây. Em nhá, đây các bạn nhìn này. Rồi, chỉ cần kéo dây dù ra là xoăng nó ra thôi nhé. Anh em thấy không? Đấy, kéo cái dây dù ra là răng nó há miệng ra lại ăn mà phong như cũ. Cái này, cái cách cái lồng cái dây dù này thì mình đã quay rất là nhiều video rồi, anh em chỉ cần tham khảo lại thôi. Cái quan trọng nhất là anh em chỉ cần soi kính có chuẩn hay không. Đấy, các bạn nhìn bên lái cho mình nhá, góc kính đây. Nó sẽ đầy đủ logo thương hiệu đây, nhưng mà nó sẽ không có chữ Hyundai nhỏ ở dưới. Thì anh em nhiều anh em hỏi mình tại sao như vậy ấy. Thì cái dòng xe nhập bên kia về ấy, thì nó sẽ không có chữ Hyundai nhỏ mà nó chỉ có logo thôi anh em nhá. Còn cái chữ Hyundai nhỏ nó là xe của Việt Nam lắp ráp. Đấy các bạn nhá. Đây, kéo kính đây, tự dòng vào vàng. Đấy, và bên trên này thì nó sẽ có một cái AS cái T cái gì đấy bạn ạ. Rất là đơn giản luôn, thế là xong. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, vào kính rất đơn giản, nói chung cái này anh em nếu mà theo dõi kỹ ở nhà anh em có thể làm ở nhà được. Không cần nhất thiết là phải gọi là ra thợ. Thì kính này kính răng mà anh em làm rất đơn giản. Dán giả anh ấy logo. Đó, anh em thấy không? Hai logo hai bên. Đấy, thế là xong, tầm 2-3 ngày nữa bác ấy thực hiện đăng kiểm rồi, bác cũng phải thay rồi anh em. Bảo anh cho anh em nhé, không ố, không lóa, không nhè. Ố lóa nhè, anh em quay cả qua Nhật Đức đền bù gấp đôi luôn. Kính xinh nhất thị trường, không có xin hơn, kể cả anh em vào là bảo hiểm trong áng luôn, vẫn là kính này. Bảo cam kết với anh em luôn nhá. Đấy, không ố, không lóa, không nhè. Anh em nhớ một mình cho số ta là 0978823083 và 0978823038. Chào lắng em bảo anh luôn. Ok anh, bên phụ. Dạ. À đúng rồi, nó hỏng cái cửa bên trong mà. Là gì? Anh đi ạ. Cảm ơn anh trai rất là nhiều luôn. Bây giờ anh em nhớ ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Anh em ơi, hiện tại thì mình vẫn đang làm việc ở 98A các bạn nhé. Còn cách đây tầm khoảng sau đây ấy, thì tầm khoảng hơn một tháng nữa, tầm tháng 9 là mình dự trù vào tầm tháng 9 là mình sẽ chuyển sang số nhà 110, cách nhà mình 4 nhà. Anh em cứ đi từ 98A lên 4 nhà là 110 là nhà mình. Đấy, và mặt bằng bên đó là 100m2. Thì mình đang design cửa hàng rất đẹp và rộng rãi thoải mái, bày đồ phong phú cho anh em đến ngắm nghía. Và mình xin phép anh em là có một tháng bán không lợi nhuận để xin với anh em trên cả nước. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người video sau.